với mục đích chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên kho biết về âm mưu, thủ đoạn của địch trong tình hình hiện nay, đồng thời rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu cho chỉ huy. Kho 205 Cục Quân Nhu Tổng cục Hậu Cần đã hoàn thành tốt các nội dung tham gia diễn tập về nguyên tắc, đảm bảo an toàn kho hàng, cấp phát vật chất quân nhu sát với tình huống thực binh. Trong đợt diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh năm nay, đặc biệt là các nội dung thực hành đảm bảo vật chất của kho quân nhu trong các tình huống chiến đấu. Những cán bộ, nhân viên bảo quản kho nhận nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao ngay trong đêm tối. Chỉ huy đơn vị cùng các phân kho đủ, phân kho mô phỏng, trạm quân nhu chế biến với hơn 100 tấn hàng cùng hệ thống công sự hầm hào dày đặc bắt đầu nhận nhiệm vụ. Tổ chức diễn tập quy mô bài bản sát thực tế chiến đấu. Đã có nhiều đồng chí nhuần nhuyễn với các nội dung, nhưng cũng có nhiều đồng chí mới lần đầu được tham gia nhiệm vụ đặc biệt này. Các cán bộ chủ chốt của kho là những người nắm chắc nhất quy trình xử lý tình huống. Đơn vị đã tổ chức luyện tập, tập huấn về lý luận cho đơn vị. Các cái nội dung về chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, rồi hướng dẫn về xây dựng các cái văn kiện bảo đảm quân nhu cho tác chiến, tổ chức quán triệt cho toàn thể đơn vị để nhận thức sâu sắc cái vấn đề diễn tập là một cái hình thức huấn luyện tổng hợp, đòi hỏi phải có cái kiến thức tổng hợp cao, phát huy hết cái năng lực khả năng của sở trường của từng đồng chí để phân công nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt cái cuộc diễn tập lần này có một số nội dung mới như tổ chức cái trạm quân nhu sản xuất chế biến lương khô đồ hộp trong điều kiện giả chiến, rồi xây dựng cái hệ thống bếp hoang cầm liên hoàn để phục vụ ăn ở sinh hoạt dạng ngay. Từ trận địa, tình huống giả định đầu tiên được đưa ra. Có một lực lượng biệt kích, thám báo của địch luôn theo dõi, đột nhập nhằm phá hoại kho quân nhu. Ngay lập tức, phương án chiến đấu bảo vệ kho được triển khai. Chỉ trong thời gian ngắn, tình huống đã được xử lý thành công. Ở kho quân nhu, nguy cơ xảy ra cháy có thể bắt nguồn từ bất cứ vị trí nào, nhất là với một kho dã chiến. Nguy cơ này càng cao hơn do điều kiện bảo quản hàng hóa hạn chế. Vì thế, nhân viên kho hàng nào cũng phải hiểu khi nhà kho bất ngờ bị cháy thì thứ tự các bước xử lý tình huống như thế nào để đảm bảo an toàn cả người và hàng hóa. Khi xảy ra cháy nổ thì anh em cũng có thể là đang phân tán bởi vì hàng hóa tại các nơi, các khu vực cả. Thế nên phải huy động 100%. Đầu tiên là lực lượng tại chỗ chẳng hạn. Có những đồng chí nào là phải chữa cháy hết. Xong rồi mới lại đến những cái phương tiện khác. Thô sơ đầu tiên, phương tiện thô sơ tại chỗ, chẳng hạn như bình cứu hỏa, rồi bùi nhùi, rồi thang câu liêm, chúng tôi phải lúc nào cũng để ngay trước cửa khu vực mình làm việc. Cũng có thể nhìn thấy lúc nào là có cái hàng nó sẵn bên cạnh mình, để lúc nào là cũng phải cao độ đặt lên hàng đầu. Cứu người trước, hàng sau là nguyên tắc quan trọng hàng đầu khi xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, việc cứu hàng hóa cụ thể thế nào thì nhân viên phụ trách phải nắm rõ tình hình kho hàng để tránh lây lan. Được huấn luyện kỹ, thuộc nằm lòng các mặt hàng trong kho, nên nội dung này không phải là vấn đề quá khó đối với kho 1 khi tham gia xử lý tình huống trong diễn tập. Hiện nay kho 35 đã bị cháy. Thứ tự ưu tiên các đồng chí cứu hàng không phải sợi trước, sau đến thứ tự các mặt hàng khác. Chí Quân, khẩn trương. Vì cái mặt hàng bông vải sợi là cái chất liệu dễ cháy trước tiên, do vậy ta phải di chuyển cái mặt hàng này trước tiên. Không chỉ nắm được hành động của cán bộ, từ chỉ huy kho cho đến các phòng, ban, phân kho, các nội dung diễn tập còn đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức sơ tán, cất giấu vật chất quân nhu, phương tiện chở hàng hóa, khôi phục tiếp nhận lực lượng, phương tiện dự bị động viên trong thời chiến, và khả năng thực hành đảm bảo vật chất quân nhu trên một hướng tác chiến chiến lược của kho quân nhu tổng hợp trong khu vực phòng thủ. Cuộc diễn tập lần này là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị thực hiện. Qua cái cuộc diễn tập lần này thì đơn vị cũng rút ra một số cái kinh nghiệm. Thứ nhất là vai trò của lãnh đạo chỉ huy phải quán triệt đầy đủ và phân công phân nhiệm
thực hiện cái nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập phải hết sức chú đáo, phát huy sức mạnh tổng hợp của đơn vị, rồi của trong đơn vị, rồi của các đơn vị bạn trong địa bàn, nhất là vấn đề xây dựng cái hệ thống công sự, làm tốt cái công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập chú đáo, luyện tập phân đoạn, luyện tổng duyệt trước khi diễn tập chính thức. Các lực lượng đã thực hiện đúng theo cái đạt được cái mục đích yêu cầu đề ra, và các tình huống thì cơ bản sát thực tiễn. Các đồng chí đại biểu tham quan cũng đánh giá là đây là cái việc làm mà rất là phù hợp để cho quân nhu ở cấp chiến dịch và các đơn vị khác có tham quan. Đặc biệt là cái thực binh cái chiến đấu tại chỗ bảo vệ kho trạm, cũng như là xử trí các tình huống khi mà bị đánh phá bằng cái tiên tùng hỏa lực, cũng như là cái thực binh ăn ở dài ngày, rồi thực binh chế biến lương thực thực phẩm, rồi đồ hộp để phục vụ cho bộ đội ta chiến đấu trên các cái địa bàn. Đối với kho quân nhu cấp chiến lược như 205 thì cuộc diễn tập thực binh năm nay đã giúp chỉ huy cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được rèn luyện, nâng cao trình độ, có thêm nhiều kinh nghiệm và đưa bộ đội vào sát thực tiễn chiến đấu. Khả năng đảm bảo của kho quân nhu không chỉ là việc tổ chức tiếp nhận và cấp phát hàng hóa sẵn có, mà còn thể hiện ở khả năng khai thác của một trạm quân nhu dã chiến. Đó là khi kho có thể đảm nhận thêm một cơ sở sản xuất hàng quân nhu theo yêu cầu tác chiến.